Ok, xin chào bạn. Ở bài trước chúng ta đã làm quen với các cách sử dụng SPLite, đường SPLite đóng. Còn ở bài này chúng ta sẽ làm quen với một dạng nữa là SPLite mở, có nghĩa là forest của chúng ta sẽ chạy theo những đường line không đóng kín. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý các đối tượng, giả sử như là transform, gọi là biến dạng đối tượng, di chuyển đối tượng, scale hay là rotate. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ làm quen với cách bố trí nhiều lớp cỏ và các cái thủ thuật làm sao cho nhanh nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính luôn. Giả sử bây giờ mình muốn làm nhanh một đối tượng, có nghĩa là mình sẽ sử dụng những cây này. Mình sẽ pick vào đường line này cho chạy theo đường dẫn này, thì mình làm như thế nào? Ở đây mình có thể add thêm đường SPLite, nhưng mà đó mới là dạng đường line đóng thôi. Còn bây giờ đường line mở thì mình làm như sau. Các bạn chọn forest. Cách nhanh nhất là chúng ta sẽ nhấn Ctrl V trên bàn phím, hoặc các bạn vào phần Edit, có phần Clone này, Ctrl V trên bàn phím đó, mình bấm vào này. Thì cái này mình sẽ chọn phần Copy nhé. Nếu như các bạn chọn phần Copy dạng Instant thì khi thay đổi một đối tượng bên này thì bên này sẽ thay đổi theo. Điều này là không hay lắm. Và mình có thể rename lại là 003 đi cho nó dễ. Các bạn chú ý rằng với những máy cấu hình yếu, nếu mà copy lượng ít thì được, copy lượng forest quá nhiều có thể gây treo máy, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi bấm. Mình nhấn OK này. Thì quá trình copy của máy này cũng không không có treo hay lắc gì hết. Sau khi copy thì các bạn vào phần Arial này. Ở đây này các bạn. Mình có thể xóa đi những đường line này. 1 này. 2 này. 3 này. Bây giờ thì mình thêm đường line. Mình pick vào phần đường line mở bên này, bấm vào. Các bạn thấy lập tức là cây sẽ phân bố chạy theo đường line luôn. Cái này là mình liên tưởng tới lệnh array. Chúng ta sẽ copy theo một dạng đường dẫn hay là phân chia các đối tượng theo khoảng cách có sẵn. Thì ở đây cũng vậy, không khác gì cả. Các bạn quan tâm đến phần thickness ở đây. Nếu như khoảng cách của đối tượng này càng lớn, xin lỗi các bạn, cái là độ dày của đối tượng đó, mình có thể tăng lên. Các bạn chú ý bên này này, mình kéo nhẹ nhé. Các bạn không nên kéo quá tay hoặc kéo quá mạnh. Nếu kéo mạnh quá thì chúng ta sẽ bị hiện tượng treo lắc máy bất cứ lúc nào, bởi vì đối tượng cây rất là nặng. Các bạn có thể gõ số cũng được, giả sử 2.5 chẳng hạn này, thì lượng cây chúng ta sẽ dày hơn. Vậy những cái đường line mà mình gọi là đường line mở này thì mình sẽ ứng dụng những phần nào? Thì các bạn cũng có thể xử lý những cái đường quanh co kiểu như cái screen này chúng ta đã có gợi ý này, thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn đường line đóng của chúng ta thì nó bố trí nó dày đặc. Giả sử nó bố trí dày thì những chỗ vị trí này hạn mình đóng lại hạn thì nó sẽ dày hơn, cái này không cần thiết. Bây giờ mình có thể đóng lại ở phần geometry này. Mình đang có hai loại cây, mình có thể bấm vào đây render cho các bạn thấy. Sau khi mình bố trí thì mình chỉ cần dùng một một loại nào đó thôi, chứ không cần dùng quá nhiều cây. Bây giờ cảnh chắc là cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cây cối vào trong cảnh đỡ khô hơn. Rồi, nhìn nó đã mượt hơn một chút rồi, chứ không còn khô như lần trước nữa. À, có thể mình sẽ bố trí những cái cây cụm thấp ở vị trí này, mình thấy là cũng khá hay. Bây giờ mình xóa cái hàng liễu bên này đi, vì nó không có rủ ra vào cái bờ hồ hay là cái đường kênh mương này, nên nó không đẹp lắm. Mình tắt đi ở trên này. Mình có thể bấm xóa này. Nhưng bù lại mình có thể add thêm đối tượng. Add thêm đối tượng. Hay mình có thể chọn phần custom hoặc là chọn phần library. Nếu như chúng ta chọn library, chúng ta bấm vào đây. Mình mới chọn free model đi. Mình chọn lại cái thấp này. Mình import vô. À, vậy chúng ta có cây rồi này các bạn. Mình có thể xoay ở bên phối cảnh các bạn nhìn cho dễ hơn. Đó, cây chúng ta cũng có tương đối nhiều. Và sau khi custom thì mình có thể tăng đối tượng bằng cách chúng ta vào phần density distribution này. Và lên trên này, ở đây đang đen, chúng ta có thể chọn full chẳng hạn này. Nó nhiều hơn. Có lẽ full thì hơi bị nhiều, nên có lẽ mình sẽ chọn lại phần đen thôi. Bây
Bây giờ mình render lại một lần nữa để các bạn thấy. Render lại thì những chỗ này vị trí cây chắc là đã mượt và hợp hơn một chút rồi. Mình đã bỏ phần cây liễu ở đây đi. Đó các bạn thấy không? Nó đỡ hơn rất nhiều rồi. Nó che đây vẫn mấy phần gốc cây thô của mình ở đây. Nhưng mà các bạn thấy rằng nếu mà bố trí kiểu này thì nó lại chèn hết phần cây. Mình phải chỉnh sửa lại chút. Nếu như các bạn muốn thêm đối tượng hoặc là các bạn chỉnh một vài chế độ hiển thị thì chúng ta có thể thêm đối tượng ở đây. Còn nếu như các bạn muốn chỉnh sửa một vài độ phân bố thì chúng ta kéo lên này. Ở phần description map này chúng ta có thể chọn một vài tùy chọn phân bố. Cái này video đầu mình cũng đã nói rồi, nếu mà để full ta thấy rằng nó rất đồng đều và không đẹp. Các bạn cũng có thể để những cái chế độ khác nhau. 1, 2, 3, 4 này, mình có thể bấm vào đây này. Mình có thể render thử, các bạn thấy rằng phân bố một vài kiểu thì nó có sự ngẫu nhiên. Nhưng như các bạn cảm thấy cái phương án nào mà nó hợp với cái cảnh mà chúng ta cần render nhất thì mình có thể chọn. Đương nhiên nó sẽ có cho chúng ta những cái tùy chọn gọi là custom, tức là mình có thể tùy ý xử lý được. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn ở những cái bài sau này. Còn bây giờ mình cứ làm việc với những cái thiết lập có sẵn đi cho nó nhanh để mình nắm bắt kiến thức. Còn những phần nâng cao hơn thì chúng ta cứ từ từ học. Các bạn thấy rằng ở đây những cây này bố trí như dạng solar vậy. Nó chạy được cách quãng. Và những cây này cũng thưa hơn. Nhưng mà mình thấy chắc là kiểu đầu vẫn ok nhất. Thì mình bấm vào và chọn lại phần đen này. Và giữ nguyên như vậy. Bây giờ sau khi xử lý phần bên này rồi, chúng ta có thể bố trí cỏ cây và những cái vị trí dưới này cho nó ok nhất. Bởi vì thông thường nếu như chúng ta bố trí cây thì chúng ta sẽ phải bố trí theo cái tầng lớp. Giả sử chúng ta bố trí cây có cây tầng cao này, trung này, thấp này, cây cỏ, cây bụi rất nhiều. Nhưng mà tối thiểu chúng ta cũng phải có được 3 tầng cây, cây cao, cây tầm trung và cây cỏ bên dưới để chúng ta xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bố trí những cây tầm thấp và tầm trung. Bây giờ mình có thể bố trí trực tiếp vào lớp này cũng được. Các bạn bấm vào Forest tiếp này. Chọn đúng cái đường line này. Đường SP line này, bấm vào. Sau khi chọn các bạn thấy rằng chúng ta đã có những cái đốm hiển thị cây tiêu chuẩn. Mình qua Modify. Các bạn thu nhỏ lại. Chúng ta bấm vào phần Geometry này. Chọn Library. Mình thể chọn cây thấp này cũng được, rớt này, import à, cây đã vào rồi. Muốn tăng số lượng hay là scale lên thì các bạn có thể sử dụng phần scale mặc định hoặc các bạn thu nhỏ lại xuống phần density này, distribution map này. Các bạn thấy ở đây chúng ta đang chọn đen, có thể các bạn chọn full nếu muốn, mà full thì có vẻ khá dày, mình chọn đen đi. Ở phần unit thì mình giảm đi chút đi cho dễ, 86 chẳng hạn này. Đó thì nhiều hơn thôi, 54. Ok. Vậy là mình đã tăng được đối tượng này lên rồi. Có lẽ mình nghĩ rằng cũng cần phải cho lớn lên một chút thì sẽ hợp lý hơn. Mình thu nhỏ lại. Arial này. Chúng ta tìm phần scale. Arial không phải phần geometry thì đúng hơn. À, chúng ta có global scale này, mình cho 150 đi, cho cao lên chút. À, tương đối dày đặc và đồng đều đấy các bạn. Bây giờ chúng ta kéo lên trên. Mình tạo thêm đối tượng mới đi. Hoặc là chúng ta add nhiều đối tượng một lúc. Chúng ta sẽ add đối tượng này vào. Bạn chú ý đối tượng này chúng ta đặt tên là Rosmarin này. Đây. Hai loại brush này, mình chọn một đối tượng này. Add multi này. Cái bảng mới này thấy cũng hơi hơi khó khăn một chút trong quá trình dùng. Đây mình bấm vào multi này. Đây, hai loại brush này, bấm vào đây. Các bạn cần chôn bấm thêm nhé. Sau đó các bạn add. Lập tức đối tượng chúng ta đã vào trong rồi. Mình có thể render lại để các bạn thấy. Các bạn nhấn F9 hoặc nhấn phím Shift Q trên bàn phím. Các bạn thấy những cây tầm xa này mình sẽ có cái lớp nó dễ chịu hơn.
Có thể bên phần bên này mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Các bạn thấy không? Nó đầy đủ hơn, nhìn trông nó đỡ khô hơn. Còn ở phần ngoài này chúng ta sẽ bố trí cỏ. Như cảnh quá sáng chúng ta có thể chỉnh xuống chút. Đó, nhìn nó dịu dịu đi. Nhưng mà nếu các bạn để ý thì chúng ta thấy rằng những đối tượng cây của chúng ta đang khá là khô vì các cây nó tương đối giống nhau ở vị trí. Vì vậy chúng ta sẽ phải xoay biến dạng chút sao cho ngẫu nhiên. Để chúng ta change form hoặc biến đổi hay là thu phóng đối tượng một cách ngẫu nhiên hơn thì trong plugin này chúng ta có phần gọi là change form. Các bạn có thể di chuyển trỏ chuột và bấm vào. Bây giờ mình sẽ đóng cửa sổ lại. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn những đối tượng nhỏ trước đi cho dễ. Đấy, những đối tượng nhỏ dưới này này, highlight chúng ta bấm chuột trái vô. Này thì đơn giản lắm. Các bạn kích hoạt transform là ở đâu có phần enable thì cứ bấm lên thôi. Vậy là xong. Tương tự với phần cây lớn thì mình cũng chọn như vậy. Chúng ta enable phần transform lên. Hai này, có 3 phần. Ở đây chúng ta gồm những phần như là chúng ta di chuyển ngẫu nhiên này, xoay ngẫu nhiên này, và chúng ta thu phóng đối tượng ngẫu nhiên này. Ở bên này mình cũng làm tương tự. Cứ enable lên và mình sẽ render lại để các bạn thấy rằng nó có sự ngẫu nhiên và nhìn nó tự nhiên hơn rất nhiều. Ok. Mình sẽ lấy lại cái phần VRAY-VFB này. Bây giờ các bạn chú ý nhé, mình bắt đầu render này. Thì ở tab này thì các bạn những bài đầu tiên chỉ cần enable lên thôi, còn đâu những bài chuyên sâu sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn nó có tác dụng gì, giả sử min x, min y hay là min hay max, ở phần scale, phần rotate thì nó hiểu chi tiết nó như thế nào. Thì ở những bài nâng cao hơn thì mình sẽ giúp các bạn hiểu sâu phần này, nắm vững nó thì mình sẽ vận dụng một cách tốt hơn. Còn đâu các bạn có thể về nhà tìm hiểu trước, cái này cũng khá là dễ thôi. Chúng ta chọn một vài loại cây rồi transform rồi render thì chúng ta sẽ thấy. Các bạn thấy cây của chúng ta đã ngẫu nhiên hơn rất nhiều rồi. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.